Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình trở lại với một cái nội dung mới, đó là mình phải xử lý như thế nào khi mình có một cái hồ mà nó bị bể các bạn. Đây, mình có một cái hồ nhỏ các bạn, mà nó bị bể mặt kính rồi. Thì cái phương án mà nhiều bạn nghĩ tới đó là chính là chúng ta sẽ đi ra tiệm kính để cắt thay cái miếng kính này luôn các bạn. Đó, nhưng mà thật sự thì đối với mình thì ở nhà mình có cái gì thì mình sẽ làm cái kiểu khác, đó là mình sẽ có một cái phương án là hiện tại là mình có cái chai silicon đó các bạn, đó, chai silicon màu đen đây. Thì ở nhà có cái gì mình xài cái đó nha các bạn. Thì mình sẽ đầu là mình sẽ trát trát silicon vào đây, đánh nguyên một lớp này luôn, đánh thêm một cái mặt bên đây nữa, thì để tạo thành cái hồ nó có hai cái nền đen và nó sẽ thông, hai cái mặt này sẽ là hai mặt trong suốt để mình xem cá. Thì các bước sẽ làm như thế nào thì mình các bạn cùng theo dõi nha, để xem cái cách của mình có hợp lý không các bạn nhé. Rồi tiến hành thôi. Test một lớp silicon bên ngoài các bạn. Lớp này thì nó sẽ chút thấm nước luôn. Và nó sẽ tạo thành cái phông đen. Đen ở hai bên của hồ cá. Cái nào mà dư thì mình sẽ dùng dao để mình cắt các bạn, cố gắng làm cho nó bằng một chút là được. Cái này nó sẽ là mặt sau, mình cũng không có. Ok, vậy là xong một mặt các bạn. Mình chỉ có trao ấy thôi chứ không cần phải, phẳng nhiều đâu các bạn. Thì nó bên ngoài nó thô ráp, nó cũng còn đẹp chứ không gì. Mình sau này nó khô thì mình sẽ cắt mấy cái cạnh này bớt đi. Tiếp tục với mặt thứ hai cũng như vậy các bạn nha.
Ok các bạn, như vậy là thành quả của mình đã xong, mình rét luôn ba mặt luôn các bạn. Thì mình bây giờ mình sẽ đợi khô nha, đợi khô xong rồi khi mà nó khô thì mình sẽ mới tiến hành mình cắt cắt những cái ria, những cái như thế này, những cái cạo, những cái xấu của nó đi nha, để cho nó đẹp. Rồi các bạn cùng chờ đợi nhé. Ok các bạn, bây giờ nó đã khô rồi các bạn, giờ mình sẽ tiến hành cắt cái những cái phần rìa của nó đi nha các bạn nhé. Đây là cái hộp thành phẩm của mình các bạn. Bạn thấy thế nào? Mình sẽ có một cái chậu như thế này các bạn. Hai mặt sẽ là đen, ba mặt sẽ là đen. Không thấy vết nữa các bạn. Ok. Đây các bạn thấy không?